nếu mà họ làm thì họ không thể bán cái giá này. How much is now? How much is now? Fine, still shy. 5 years old, still shy. Come on, lady. Come on, you. Đó là cái tên gọi thôi, chứ còn cái nguyên nhân cái khách đứng thì nó không phải là truyền thống này, cũng không phải là cái truyền thống. Nhưng mà nói về chất lượng thì nó cũng gọi là cuộc được 10 cái là 10 thì cái này cũng phải 8.